Chào mừng bạn đã đến với tab game của Anti Stress Buddy ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ chơi Mr. Hopp Playhouse 2 Scary Imposter Baby in Yellow của một số game khác. Mời bạn đón xem. Wow. Không có nhiệm vụ gì à? Cứ đi thôi. Oh shit. Nhanh thế. Uầy, nhanh thế. What? Nhanh thế sao chơi? Không có. What? Chết luôn à? À không chết. Mẹ ở đây chẳng có gì. Ai ồ, đau quá. Sắp hết máu rồi. Oh. Wow. Chết luôn quá. Đâu nữa nhờ, còn tận 3 cái nữa cơ.
và sang game tiếp theo. I need to stay strong in order to crush those little pests. Good looks and good cook. I've got it all. You can't hide from me. No one can compete with my collection. That was a good session. Rap là gì nhỉ? Black pepper, khó ngay. Mấy này. Ok, để xem chuyện gì xảy ra nhé. Sang game tiếp theo, Baby in Yellow.
Dám chun mình à? Thank you.
with oil. Vứt máy tính đấy. Sang game tiếp theo nha. Thank you.
Chỉ trong vòng 3 phút mình đã vượt qua màn này. Quá dễ. Nó đâu nhỉ? Quái. Đây đây đây. Chết. Chết chưa. Thank you.
chúng ta sang game tiếp theo. Ok. Thank you.
Nó đâu nhờ? Bù. Bay xác. Ơ ta bị tụt nhỉ? Ơ chết giờ. Ơ chúng ta sang game Prison Escape. Thank you.
lại bị bắt. Thank you.